Tối ngày 22 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất hồ sơ xử lý 71 người, trong đó có một số người nước ngoài và Việt kiều bị bắt giữ trước đó trong vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại một khách sạn trên đường Cách mạng tháng 8, phường 7, quận 3. Tiền và tang vật thu giữ trị giá 1 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện tầng chính của khách sạn Lotus trên đường Cách mạng tháng 8 có 71 người đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài poker. Sòng bạc này được tổ chức dưới cái tên Câu lạc bộ Bridge và Poker Sài Gòn Center thuộc Công ty Cổ phần Thể thao Trí tuệ Bridge và Poker Sài Gòn. Người được xác định đứng đầu tổ chức casino công khai này là Nguyễn Văn Quý, 45 tuổi, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai. Theo lời khai ban đầu của Quý, mỗi ngày người này hưởng lợi từ 30 đến 50 triệu đồng từ sòng bạc. Hiện công an đang mở rộng điều tra và xác định trách nhiệm của người đứng sau tổ chức giật dây cho Quý hoạt động.